Vâng, em chào các anh nhé. Hôm nay em về một cái con máy của Onkyo của bạn X7DV nhé. Con này thì nó đang mất một cái núm này này. Đấy, với đằng sau đây thì người ta cắt cái dây đi. Đấy, thì em có mình người ta cắt cái dây đi thì em có trích cái dây để em cắm điện vào đây để em thử này. Đấy, thì thấy là nó vẫn lên điện nhé, nhưng mà nó lên cái kiểu hơi kỳ quái. Với cái cầu loa nó đang bị mất mất một cái kẹp này. Thì thôi em bán xả luôn cho các bác nha, anh em thợ về lấy đồ. Đây nó lên này. Nhưng mà cái volume này nó không không hoạt động là một này. Với nhiều khi là cái lệnh của nó ấy. Em thấy nhiều khi nó cứ nhảy nhọn xì ngậu nào ấy. Đấy. Hoặc là thi thoảng tự nhiên nó cứ bật trong lại tắt lại bật trong lại tắt nhá. Bây giờ nó không bị đâu, nhưng mà có thể để một lúc khoảng mấy phút tự nhiên nó lại cứ bật tắt liên tục, cũng chả hiểu tại sao. Đấy, thì con này em bán thanh lý luôn cho các bác và anh em thợ về kiểm tra xem nó bị cái gì, các bác sửa nhé. Đấy, với lại cái volume này nó đang không xoay được này. Đấy, chắc là quá trình vận chuyển về nó bị đè vào cái phần volume này thì có thể là nó đang hơi bị nứt mạch cái gì đấy, nó dẫn đến cái đấy, đây này, đây này, đấy, bắt đầu rồi đấy. Đấy, nó bắt đầu điên đấy, có thấy không? Đấy, nó cứ nhảy 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 này thôi, chắc là bị kẹt nút này sao ấy. Đấy, cái nút này nút để chuyển đổi các chế độ này. Đấy, nó cứ nhảy loạn xì ngậu này đây, đấy, xong bắt đầu tắt bật tắt bật đấy. Thì đấy là cái tật của con này đấy nha. Thì em bán thanh lý con này cho các bác thợ về lấy đồ, hoặc là mình về mình kiểm tra sửa chữa xem như nào nhá. Đấy, thì bình thường những con này nó khoảng 1,2 triệu, 1,3 triệu thôi. Em bán con này là 500. Đấy, bác nào mua thì liên hệ cho bên em nhé. Đấy. Đấy, nó lên nguồn như này chứng tỏ là nguồn vẫn sống đúng không? Đấy, chỉ có cái vấn đề là nó bị cái tình trạng nào thôi. Bác về các bác kiểm tra xem nhé. Đấy. Đấy, hoặc là về đấy các bác có thể là không ấy, thì các bác có thể là lấy nguồn, lấy main, lấy các cái ấy ở xung quanh đây để các bác làm một cái sửa chữa nhé. Các bác làm lấy đồ linh kiện sửa chữa thì tùy các bác đấy, nhưng mà nói chung em bán 500, coi như em bán mỗi cái biến áp, còn đâu tặng hết các bác cái linh kiện bên trong. Các cái linh kiện của bọn này đôi khi là chỉ có những con máy như thế này dỡ ra mới có các cái con linh kiện đấy để thay thế, để sửa chữa, còn đâu bình thường là bây giờ có đặt cũng không có, bởi vì là các cái đời này là đời nó đã bỏ mẫu đấy, hàng bãi mà nó đã bỏ mẫu rồi, và bây giờ linh kiện người ta sản xuất không sản xuất nữa đấy, thì chỉ còn lấy những con này ra thôi, cũng chẳng lấy được ở đâu cả, đúng không? Đấy, thôi em bán con này 500 nhé, thì bác nào mua thì bên em nhé. Vâng. Số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhé. Đấy, và cái này em không ship code đâu, nếu bác nào đấy thì chuyển khoản luôn cho em, dù em với. Xin chào các bác ạ.